rồi rạp hát cầu bông màu xanh phía trước mặt anh chị đó. Bây giờ là hãng phim Nguyễn Đình Chiểu Studio, ở dưới là có một cái đẹp anh chị ha. Đó, để chúng ta xem lại máy đình năm xưa. Việc kinh doanh ở Sài Gòn hiện tại đó, nó cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Cụ thể là nó vẫn như xưa. Sunny sẽ bữa nào dẫn anh chị chúng ta đi mua chè. Áo dài trang. Dạ, Sunny Đòn xin chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đòn. Sunny đang đứng ở đại lộ Thống Nhất. Cái hướng này thì ngay chỗ cái góc giao lộ con đường Cường Để và bên phải là Đinh Tiên Hoàng. Với video clip này ngày 24 tháng 10 2022 vào lúc 11 giờ, Sunny sẽ đi về khu vực Tân Định và tìm căn nhà cho một anh khán giả trên kênh có nhắn tin cho Sunny. Với số nhà là 151C Trần Quang Khải, Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip này gửi anh. Và đồng thời đó thì cũng mời anh chị chúng ta sẽ ngắm lại Tân Định với con đường Đinh Tiên Hoàng, sau đó Trần Quang Khải. Và Sunny sẽ đi ngang chợ thuốc Tân Định để về với lại con đường Hiền Vương, Võ Thị Sáu, về ngã 6 Dân Chủ luôn nha anh chị ha. Ngay chỗ con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2. Rồi Sunny mời anh chị cùng đi với Sunny nha. Có thể là anh chị sẽ biết cái góc này, chúng ta sẽ quẹo phải con đường Đinh Tiên Hoàng. Không biết là có tìm được căn nhà của anh hay không, tại vì địa chỉ ngày hôm nay nó thay đổi nhiều. Nhưng mà thôi, mình cái tình của mình gửi gắm trong cái video này, hy vọng với cái duyên của anh chị, với cô chú của anh chị thì Sunny sẽ tìm ra. Chứ mấy cái video tiếp trước không có tìm ra thì cảm thấy cũng rất là buồn. Thôi mình đặt cái tình vào trong video anh chị. Rồi đây là cái góc giao lộ rất là thân quen. Nếu đi thẳng là nhà thờ Đức Bà anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải. Ở đây thì có những cái ngôi trường như là trường Y Dược, Nông Lâm Xúc và trường Văn Khoa, cái chỗ đài truyền hình đó. Đây, khu vực trường Văn Khoa năm xưa, bây giờ đổi thành tên là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sunny sẽ xem chỉnh camera lại. Rồi, ok, với cái góc nhìn này thì anh chị sẽ thấy rõ ràng rồi. Bữa nay thời tiết thì nóng nực anh chị, độ ẩm rất là cao nên rất là oi bức. Buổi chiều thì có mưa. Rồi dòng xe, bây giờ thì con đường Đinh Tiên Hoàng là trọn vẹn một chiều anh chị ha. Lúc trước đó, cách đây vài tháng trước thì con đường Hồng Thập Tự phía trước mặt anh chị có thể mình quẹo vào được, nhưng mà bây giờ thì không quẹo vào được anh chị. Bên phải như anh chị cũng biết đó là cầu Thị Nghè, sân banh Hoa Lư vẫn còn nha anh chị ha. Đối với khu vực này thì cũng có rất là nhiều cái đề tài để quay, nhưng mà
Sunny lựa chọn những cái video clip đó vào cái những cái ngày cuối tuần anh chị đi bộ cho nó thích, đi vào bộ vào buổi sáng. Cứ cuối tuần là Sunny cũng thường uống ra quận nhất để uống cà phê cốc bên chị, ngồi một góc phố nào đó ngắm người qua lại. Đây sân vận động Hoa Lư vẫn còn, còn cái sân banh. Đối với cái vùng đất Tân Định thì không biết như thế nào, mỗi lần xin đi đi quay ở khu vực đó đó thì có rất là nhiều khán giả trên kênh vào comment chia sẻ, cảm thấy cũng rất là vui. Một cái mảnh đất mà rất là thân thương, với một cái ngôi trường, những ngôi trường như là Thiên Phước, Huỳnh Thị Ngà, Văn Lang, nhà thờ Tân Định, chợ Tân Định, trường Teleman, Hiền Phương, những con đường không thể nào quên được men theo dòng kênh Dân Lộc Thị Nghè. Trước mặt anh chị đó là dòng xe ngưng lại cái chỗ giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng năm xưa. Khi mà tới vùng đất Tân Định thì nếu mà chúng ta không nhắc đến những rạp hát thì quá thiếu sót. Đó là rạp hát casino cầu bông, rồi rạp hát mo đẹp, văn khoa. Mới đi ngang qua con đường Từ Đức, và bên trái là đường Trường Đinh Tiên Hoàng. Những cái xóm như là xóm Chài, xóm Chùa, vân vân. Những cái cư xá kiến ốc, những căn nhà sàn trên dòng kênh Nhân Lộc Thị Nghè năm xưa, nhưng mà bây giờ thì không còn những cái nhà sàn đó nữa anh chị. Xóm Hầm Sỏi nữa chứ, xóm Hầm Sỏi nữa. Đây là con đường Điện Biên Phủ, Phan Thanh Giảng. Bên phải là chúng ta ra cầu Phan Thanh Giảng, Điện Biên Phủ. Thì ở đây thì có một cái chợ Đa Cao. Cũng chia sẻ với anh chị mấy hôm nay thì tình hình kinh tế thì hiện tại vật giá đang leo thang, đồng tiền thì giá đô nó tăng cao quá, rồi các nguồn nguyên liệu để sản xuất thì nó mua bằng ngoại tệ, thế nhập về sản xuất ra giá thành nó sẽ tăng lên. Bữa nay là tiệm cận lại 1 đô ăn 25.000, tiệm cận 25.000 Việt Nam đồng rồi. Lãi suất thì vay thì cũng cao. Ngày xưa là khoảng vay sản xuất á, là khoảng 8% đến 9%. Bây giờ nó tăng lên 10%. Thì từ đó dẫn tới cái những mặt hàng nó cũng tăng theo. Tăng theo thì đồng lương vẫn như thế, nên mọi người thì cũng tiết kiệm anh chị. Rồi, rạp hát cầu bông màu xanh phía trước mặt anh chị đó. Bây giờ là hãng phim Nguyễn Đình Chiểu Studio, ở dưới là có một cái bookstore coffee, chè Hiển Thánh,
Trước mặt anh chị đó là một cây cầu, cầu bông, với lời bài hát chế: em đi ngang cây cầu bông, té xuống sông ướt cái quần ni lông, rồi lên đây anh hông cô đưa em đi về. Rồi Thanh Y sẽ quẹo trái nha anh chị ha. Đây là con đường Trần Quang Khải, một con đường rất là thơ mộng, có hàng cây với cái đình Nam Trơn. Ngày xưa anh chị đã từng ghé mái đình, từng học võ ở đây. Thanh Y sẽ chạy thật chậm để anh chị và cùng anh nhìn ngó lại. Theo như là Thanh Y tìm hiểu là 151 số lẻ là mé bên trái. Thanh Y sẽ ghé đây để anh chị xem cái đình. Anh chị thấy cái đường hàng cây đẹp không? Trần Quang Khải cái đường hàng cây quá đẹp anh chị ha. Đó, để chúng ta xem lại mái đình năm xưa. Hiện tại thì đang làm mái tre. Rồi, bây giờ là chúng ta lại đi tiếp nha anh chị ha. Có chỗ nào hay hay thì Sunny sẽ ngừng lại chia sẻ với anh chị. Ở đây hàng cây rất là mát, đi những con đường này rất là thích. Và đối với Sài Gòn ngày hôm nay thì những con đường này cực hiếm. Cái rạp hát Văn Khoa bây giờ nó trở thành là một cái building rồi anh chị. Building văn phòng cho thuê bên phải của anh chị đây. Ngay chỗ mà cái xóm mà bán xe, bán nước mía ngày xưa nè. Bán nước mía. Đây, khu vực rạp hát. Đây anh chị. Rạp hát. Rồi mình đi tiếp nha anh chị. Thì ngày xưa nếu mà chúng ta quẹo phải nè, thì nó sẽ ra cái dòng kênh với cái vụ gì đây. Tôi không có đủ cho vé về nhà. Trời ơi. Chia sẻ cùng anh chị. Khổ không? Biết làm sao bây giờ? Where you come from? Russia. Russia. Thank you very much. Good luck. Thank you. Nga anh chị. Bạn đó ở Nga. Trần Nguyên Đán bên phải là Trần Nguyên Đán. Thì bên phải thì bây giờ thì có một cái cầu Hoàng Hoa Thám. Khổ anh chị ha. Nước Nga bây giờ cũng đang chiến tranh.
thì không biết như thế nào anh chị thôi. Xin y cứ có nhiều thì gửi bạn trẻ thôi. Không biết là cuộc sống bây giờ nó cũng phức tạp lắm, thì thôi mình cứ nghĩ trong lòng thì mình có duyên gặp bạn ấy trên con đường lang thang của xin y vậy thôi, mình cứ nghĩ đơn giản. Rồi chúng ta tiếp tục đề tài để tìm căn nhà cho anh nha. Bây giờ bên trái là 87 rồi, chỉ cần những chuyến xe bus. Đứng ở góc này để mình nhìn con đường góc phố anh chị. Thì ở đây nó có một cái Tân Định, cái chợ Tân Định, con đường, những con đường tại chợ Tân Định. Bữa nay là thời tiết nó, bầu trời nó không được đẹp, nó mù quá nên chính vậy nó không được video, nó không được đẹp, anh chị thông cảm. Lúc nào xin y cũng muốn gửi anh chị với video chất lượng 4K, anh chị nhớ bật 4K, chế độ 4K anh chị ha. Nên 4K nên về dựng phim mệt lắm, nhưng mà thôi mình phải gửi cho anh chị chất lượng tốt nhất. 4K nặng dung lượng nè, rồi nó dựng phim rất là mệt. Mình sẽ lên lề. Và đây là những cái hình ảnh trước mặt anh chị, đó là con đường Nguyễn Văn Thạch, ngày xưa là Trần gì, Nguyễn Hữu Cầu, ngày xưa là Trần Văn Thạch. Nó có một cái rạp hát mô đẹp. Thì đối với những cái việc kinh doanh ở Sài Gòn hiện tại đó, nó cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Cụ thể là căn nhà phía trước với mặt tiền rất là đẹp, người kinh doanh thì không chịu cầm cự nổi, sang tìm rồi đó. Rồi bây giờ thì xin y sẽ đi tiếp nha. Còn bên phải chúng ta đó là con đường Trần Khắc Trân. Đây là một con đường anh chị nhớ trường Cách Chị, của cái trường Huỳnh Thị Nga. Các anh bên Văn Lan qua ghẹo các chị trồng cây si, 43 rồi, 143 rồi, bên trái. Sợ nói chuyện rồi bẩn lại quên thấy mồ. 151, 45, 47. Cũng thương anh cái bạn Tây đó. Có em nhỏ đâu còn có 10.000 trong túi, rồi xong móc ra 10.000 đưa, mà tiền lẻ gì 2.000 dễ thương ghê. À 51, đây 51 cỡ. Theo như xin y nhận xét đó, căn nhà của anh nó vẫn như xưa. Xin y sẽ đó, mình sẽ nhìn ba căn nhà. A Quý đó, ngay chỗ căn nhà A Quý bán sủi cảo, hoành thánh, hủ tiếu, bún gạo, là 51C Trần Quang Khải, phường Tân Định. Kế bên là căn nhà nhà bán. Rồi xin y sẽ zoom lại. Đất đai thì ở khu vực này nó mắc lắm đó. Khoảng sân trước của nhà anh
Thì đối với căn nhà này với kiến trúc ngày xưa thì không biết là nó có giống như những gì mà ngày xưa anh đã từng sinh sống hay không. Rồi, những căn nhà lối xóm. Bên đây là một cái mảnh đất trống. Và bên đây là một mảnh đất trống. Rồi, lối xóm nhà anh. Rồi, Sunny lại mời, tiếp tục mời anh chị và các bạn đi tiếp cùng với Sunny. Ở đây đình đang có lễ hội gì, cúng gì đó. Đình Phú Hòa. Linh thần Nam Hải, cụ tộc Ngọc Lâm, tôn thần. Đây xin lỗi anh chị, đây là con đường Trần Nhật Duật, trường Huỳnh Thị Nga. Đây nè anh chị, cái đường đi vô bên phải. Về kiến trúc trường nó vẫn còn ngay cái góc Đặng Dung anh chị ha. Đó, cái góc đằng kia vẫn còn. Thôi sợ tốn thời gian, bữa nào Sunny sẽ quay khu vực đó vào buổi chiều đó, Đặng Tất, Đặng Dung rồi đi vòng vòng trong khu vực đó. Đối với tình hình kinh doanh ở Tân Định thì nó cũng còn bi đát. Rất là nhiều cái nhà cho thuê phải đóng cửa cho thuê nguyên căn vân vân. Thì thật sự mà nói, đi cái khu vực trung tâm thì giá cả nó cao quá anh chị, giá thuê đó, thuê mặt bằng cao quá. Còn vùng ven thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều, giá cả mặt bằng thuê nó rẻ. Và bên phải chúng ta có một con đường Nguyễn Văn Nguyễn, ngày xưa mang tên là Nguyễn Hữu Cảnh, để vào trường Văn Lang, rồi cư xá Kiến Ốc. Bên kia là con đường Yên Đỗ, quẹo phải là cầu Kiệu. Sunny sẽ quẹo trái nha, quẹo trái con đường Hai Bà Trưng. Đang dọn dẹp lòng lề đường, buôn bán lấn chiếm lề đường là bị dẹp. Tình hình kinh doanh mua bán căng thẳng lắm. Chợ Tân Định, bên trái chợ Tân Định, ngay cái góc con đường Trần Quốc Toản, ngày xưa mang tên là Nguyễn Đình Chiểu. Bữa nào dẫn anh chị chúng ta đi mua chè ở chợ Tân Định này, có một cái địa điểm bán chè cũng rất là lâu năm, rất là ngon. Bạn nãy sao không có liên hệ đại sứ quán ta? Những cái hiệp hội kiều bà người đồng hương.
thôi, mỗi người mỗi cảnh, mình không nên quan tâm mình gì, cái lòng mình thôi, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Đây là những cái cảnh mà xin đi ngừng lại để chia sẻ với anh chị, cái cảnh mà nhìn là thấy một hình ảnh thì nó không được đẹp, nhưng mà xin đi cũng muốn chia sẻ với anh chị những cái hình ảnh như thế này. Đây đó, những căn nhà rất là nhiều. Đây là giống như là một cái hình ảnh tiêu biểu gửi anh chị thôi. Rồi, thôi chúng ta đi. Rất là nhiều dọc hai bên, đằng xa xa đằng kia nữa. Mé góc kia là đánh bánh xèo Đinh Công Tráng đó. Rồi bên phải là trường Thiên Phước, trường của mấy chị ngày xưa, mấy chị rất là dễ thương. Nhà thờ. Rồi chúng ta sẽ về con đường Thiền Vương. Rất là vui thực hiện số nhà 151C gửi anh. Hy vọng rằng đó là một phần nào đó hình ảnh lưu luyến cái thở ngày xưa trên con đường Trần Quang Khải, rất là dễ thương. Và cũng thưa với cô chú anh chị ở Tân Định, thì con đường Trần Quang Khải, ôi sao nó đẹp quá, thật sự là gọi là rất là đẹp, với hàng cây, một cái mảnh đất là có một ngôi chợ ở Tân Định cổ nè, nhà thờ Tân Định cổ nè, những cái trường học La San Hiền Vương, rồi trường Thiên Phước, Văn Lang, rồi Huỳnh Thị Nghè, chợ Đá Cao, Lạp Hát, Mô Đệ, Văn Khoa, Casino, Cầu Bông. Trường Tân Định nữa chứ. Xin lỗi anh chị, trường Tân Định ngay chỗ chợ thuốc đó, chợ thuốc lá đó. Rồi đây là con đường Hiền Vương. Con đường Hiền Vương. Bên trái là con đường Phạm Ngọc Thạch, con đường Di Tuân năm xưa để về Hồ Con Rùa. Và đây là con đường Hiền Vương, đi qua cái phở Baxter. Thôi video dài, nếu mà chạy tới ngã 6 Dân Chủ thì nó xa lắm. Sunny sẽ đi ngang qua con đường Baxter anh chị ha, nơi đó có phở Baxter. Và nơi đó nguyên một cái dãy mây áo dài ngay chỗ viện Pasteur. Xin đi quẹo phải đây, sợ cái video dài quá đó. Rồi quẹo phải. Động xe đầu hết rồi, chúng ta không thấy gì, thôi kệ, con đường thôi cũng đủ rồi. Ngày xưa đó, góc phố ngày xưa. Áo dài đó. Áo dài trang. Áo dài. Đi vô con hẻm này coi, 258. Thì tất nhiên đi ra hẻm này thì nó sẽ ra con đường Trần Quốc Toản, Nguyễn Đình Diễu năm xưa. Xa xa là tháp chuông nhà thờ Tân Định. Quẹo trái.
Đây cũng là một khu vực sớm đạo. Trong cái hẻm phía sau lưng Sunny đó là mình về La San Hiền Vương. Rồi, xin đi ra con đường Trần Quốc Toản, Nguyễn Đình Chiểu năm xưa. Và con đường này cũng kết thúc cái clip này ở đây anh chị ha. Nếu mà chúng ta đi thẳng là chúng ta sẽ đi qua con đường Công Lý, Nam Kỳ Khởi Nghĩa bây giờ. Rồi, xin đi thân ái mến chào anh chị và các bạn. Hôm nay rất là vui nhờ cái duyên của anh chị mà xin đi đã tìm được căn nhà cho một anh khán giả trên kênh. Xin đi thân ái mến chào, mến chúc cô chú anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Bây giờ xin đi sẽ băng qua con đường Công Lý để đi qua vào một cái khu giống như cái khu mà hành chánh năm xưa gì đó. Rồi, xin đi bye bye, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video clip sau. Kính chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Thân ái mến chào, bye bye, hẹn gặp lại.